chào các bác, chào mừng các bác quay kênh xe đua 8. Video hôm nay tiếp tục sẽ là một video so sánh, đó là hai mẫu đang được rất nhiều các bác yêu cầu em làm vì sự khác nhau giữa con Leo Pass và con Storm. Cái lần vừa rồi em đó làm video review hai mẫu này thì các bác có rất là nhiều các bác thắc mắc vì tại sao cái mức giá lại chênh nhau như thế. Những cái cấu hình thì như các bác nói đó là nó đều là đeo rail khung và khung carbon, nhưng mà tại sao mức giá lại chênh nhau khá là xa. Thì ok, thì video này sẽ review và cũng như là so sánh từng chi tiết một cho bác xem đó là hai mẫu này có gì khác nhau nhá. Thì cái mẫu Storm, mẫu Cheater Leo Pass thì như mức giá thì hôm bữa em cũng đã nói cho bác đó, có một mức giá tri ân khách hàng á, và kỷ niệm 8 năm thành lập công ty xe 88, công ty em đã có chương trình ưu đãi giá giảm rất là mạnh, đó là mẫu Leo Pass 2.0 đang được giảm xuống còn có 11.9 triệu, và mẫu Storm, Cheater Storm đã được giảm xuống còn 11.1 triệu nha các bác. Ok, thì không nằng nhằng nữa, em sẽ vô và review xem hai con này có gì khác nhau nhé. Đây, đầu tiên thì các bác chú ý kỹ xem đó là cái bộ khung nha các bác. Nếu mà các bác nhìn kỹ á, thì các bác sẽ thấy cái bộ khung của con Leo Pass này thiết kế dòng sẽ làm to hơn. Đấy, đấy các bác thấy không? Còn mẫu dáng thì hai con thì nó đều giống nhau nhá. Như con Leo Pass này có sự khác biệt từ cái bộ cái chữ Leo Pass 2.0 ở phần dưới đùi đĩa, phần xích nó sẽ làm to hơn so với con Storm. Và cũng như là cái bộ khung hai cái cặp giữa này để nó làm rất là to, khỏe. Và đặc biệt là cái phần chỗ ghi đồng nó làm rất là hàm hố. Đây các bác thấy không? Đó, riêng cái loại khung carbon thì các bác biết rồi, chất liệu carbon thì nó làm rất là chất liệu carbon đã, cái bộ khung thì nó rất là đắt và nó còn hơi nhiều kích thước thì các bác biết thì có sự khác nhau như thế nào rồi, đúng không? Ok, tiếp theo là cái con Storm nhé. Đây, như con Storm thì các bác thấy cái bộ khung thì cái bé hơn nhá. Đây, từ cái bộ chỗ phần đùi đĩa này đó, và phần Cheater Pie, cái phần trên này, cái cọc này sẽ làm bé hơn so với cọc con Leo Pass nhé. Đấy các bạn, nhìn con Leo Pass này khác nhau đúng không? Đây các bạn thấy không? Được to hơn hả? Được. Đây, vào cái phần bộ khung, cái chọc khung này, đây các bạn thấy nó nhìn nó bé hơn hả đúng không? Đấy các bạn nhìn kỹ nhé. Mình sẽ quay từ từ cho các con luôn. Đấy các bạn nhìn con Leo Pass thì nó hàm hố hơn hẳn luôn. Và cọc trên thì con Leo Pass thì nó sẽ làm cong và con Storm sẽ làm thẳng, nhưng mà cái dòng nó vẫn bé hơn con Leo Pass nha các bác. Cái dòng con Leo Pass thì sẽ làm dài hơn, được cái nó làm thon hơn, rất đẹp. Và cái phần ghi đông, cái phần cổ phốt ở các vòng vi thì con Storm thì sẽ làm thiết kế kiểu gọn gàng hơn, nhưng mà nó lại không được hàm hố như con Leo Pass. Nhưng con Leo Pass thì các bác nhìn kỹ này, nó làm thiết kế rất là đẹp. Những cái cổ phốt thì nó tạo cho cái dáng xe nó trở nên gọi là khỏe khoắn hơn, nhìn nó như một con thủ tịnh anh thú vậy. Ok, thì đây là sự khác biệt đầu tiên, đó là cái bộ khung. Tiếp theo thì các bác nhìn kỹ thì bộ đề của Leo Pass thì sẽ làm bản mới, nó cũng là Shimano DOL, nhưng mà bản mới thì nó sẽ in cái logo DOL ở cái phần đề loại đề nha các bác. Đây các bác thấy chữ DOL không? Đây của đề trước nhá. Đó, đây là bản mới nhá. Và các bác nhìn cái bản con Storm này. Đó, Storm thì nó là bản cũ, sẽ in chữ DOL ở đây nhá. Đây cái logo của nó sẽ nó không có in đây nữa. Các bác thấy không? Đây sự khác biệt nhá. Đó, và bộ đề sau này, đây các bác nhìn hai củ khác nhá. Một đây củ cũ nhá. Bản này là bản 2018, đây củ DOL bản 2018 nó sẽ thấp đời hơn so với bản con Leo Pass. Đó, các bạn nhìn củ Leo Pass nhìn khác hẳn luôn, nhìn nó to khỏe hẳn luôn. Và ok, thì như hai mẫu này thì nó chỉ khác nhau đó là củ đề và bộ khung thôi nha các bác. Và toàn bộ cấu hình như bộ phuộc nó đều là phuộc dầu, và yên đều là yên nhôm, yên da mềm, và ghi đông cũng là ghi đông nhôm. Tay đề cũng là siêu đô đeo ghê phanh và phanh dầu nhé các bác. Ok,
thì hai mẫu này thì đã đấy đây thì đã đắt cho các bác rồi, thì nó khác nhau đó là bộ khung của con Neopath nó hơn so với khung của con Storm luôn, và cũng như bộ đề con Neopath nó sẽ làm đời mới, đời cao cấp hơn, nó cũng là đeo rêu nhưng mà đời nó cao cấp hơn nha các bác. Ok thì nếu các bác là có video thấy video này hay thì các bác chỉ cho em một like, một comment ý kiến các bác phía dưới để em có thể có động lực làm nhiều video cho các bác coi nhá. Còn nếu mà mua hai mẫu xe này thì em vẫn còn rất là nhiều hàng, các bác có thể nếu các bác có thể đặt hàng và muốn một cái mức giá ưu đãi nhất thì các bác chỉ việc like video và comment mẫu xe bên dưới chụp hình để gửi đơn hàng cho mua hàng, các bác sẽ được một cái mức giá ưu đãi nhất nhé. Đó là mức giá với em đang giảm, đó là một con Storm, con Storm đang bán mức giá ưu đãi là 11.1 triệu và con Neopath 11.9 nhé. Ok thì em sẽ đường link của hai con xe bên dưới cho các dễ tìm, dễ mua hàng, và các bác có thể liên hệ với số hotline 0933 52 186 để được hỗ trợ được ưu đãi hơn khi đặt hàng. Và nếu có xem chi tiết hơn thì bác có thể vô trang web của em, đó là trang web mg3.vn. Xin chào các bác nha, cảm ơn các bác đã coi video của em.